Xin chào mọi người, video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mình trang điểm trong cái ảnh mà mình mới post gần đây nhất ở trên Facebook. Đó là cái kiểu make up với cả son Kylie Lip Kit màu số 22. Kiểu make up này thì thực sự là screaming cho mùa xuân và mùa hè, bởi vì tông màu chủ yếu là màu cam coral cũng như là màu son Kylie số 22, là một màu son cũng màu tông cam đỏ, rất là rực rỡ luôn. Hiện tại thì tớ đang tán kem lót Make Up For Ever Hydrating Primer để cho da mướt và ẩm hơn trước khi tớ sử dụng foundation. Bây giờ thì tớ sẽ lắc đều lên cái kem nền này của NARS và sau đó lấy một pump ra để chấm đều lên mặt. Lâu lắm rồi tớ mới sử dụng lại NARS All Day Luminous và tớ cảm thấy đây vẫn luôn luôn là cái loại kem nền mà tớ rất là ưa thích, bởi vì độ che phủ khá là chuẩn và chỉ cần sử dụng một bấm là nó có khả năng che phủ gần hết rồi. Nói chung là mỗi lần tớ dùng kem nền này thì tớ không phải suy nghĩ gì nhiều cả, bởi vì nó vừa tiệp da và nó cũng không có nó làm tớ phải tán ra quá nhiều. Hôm nay thì tớ lại che khuyết điểm tiếp với LA Girl Pro HD Concealer. Lúc đầu thì tớ không thích cái loại kem che khuyết điểm này cho lắm đâu, nhưng mà dùng lâu thì thấy nó cũng ok. Mặc dù vậy thì tớ vẫn lưu ý là không đánh sát mắt, bởi vì nó sẽ bị crease. Với cả cái màu của LA Girl Concealer thì nó vẫn hơi sáng so với mong muốn của tớ. Nếu như mà da có nhiều khuyết điểm hơn thì chắc chắn là độ che phủ của nó sẽ không thực sự là tốt đâu. Tớ vẫn thích NARS hơn nếu mà tớ cần che mụn, còn bây giờ thì dùng LA Girl vẫn được bởi vì da tớ không nhiều mụn lắm. Để che quầng thâm mắt thì tớ sử dụng kem che khuyết điểm của Marc Jacobs, bởi vì nó không bị crease như cái LA Girl, với cả nó rất là creamy. Bây giờ thì tớ sẽ kẻ lông mày ạ. Vẫn là bước đầu tiên luôn luôn là với Deep Brow Pomade, và sau đó thì sẽ là với Brow Wiz. Hôm nào thì tớ sẽ làm một cái brow tutorial để đỡ phải quay lại mấy cái đoạn ấy, bởi vì nó khá là dài và mất công. Tớ siêu thích cái đầu chì của cây bút Brow Wiz này, bởi vì nó có thể vẽ được lên mấy cái đường lông mày trông như là lông thật luôn. Hôm trước thì thực ra tớ định mua cái NYX cũng kiểu dạng dupe của Brow Wiz ý. Tớ có swatch thử ra thay thì thấy cũng khá là ok, nhưng không hiểu vì sao lại không mua nữa. Không biết là có nên mua để thử không hay là vẫn tiếp tục gắn bó với cả Brow Wiz. Bây giờ thì tớ chuốt bạn brow gel này để giữ mấy cái lông mày đúng chỗ. Bây giờ thì tớ phủ phấn diffuse light toàn mặt. Hôm nay mọi người có để ý thấy là tớ đã list tên từng cây chổi mà tớ sử dụng trong video không ạ? Bởi vì mọi người rất là hay hỏi tớ dùng chổi gì, thế nên tớ sẽ list luôn từ nay cho mọi người dễ xem ý. Giờ thì tớ sẽ contour với cả phấn của Charlotte Tilbury. Từ ngày mua cái hộp này thì tớ rất là thích sử dụng cái phấn bronzer trong này. Nếu như mà hỏi tớ loại phấn bronzer nào mà tớ thích nhất thì chắc chắn là cái hộp này của Charlotte Tilbury và Hourglass Bronzer. Hai cái loại này là hai cái loại tớ thấy kiểu siêu đỉnh, làm mặt trông siêu tự nhiên mà vẫn contour tạo khối đâu ra đấy luôn. Hôm nay thì tớ sẽ make up theo kiểu Mỹ hơn, thế nên là tớ contour kỹ hơn hàng ngày, kiểu kéo cả xuống quai hàm các thứ, với cả contour ở sống mũi nữa. Khi contour sống mũi thì contour ở dọc hốc mắt xuống ý, làm mắt trông vừa sâu mà trông mũi nó cũng cao lên hơn, với cả nó đỡ bị giả. Với cả chỉ contour một chút ở phần đỉnh mũi thôi, không contour cả dọc sống mũi nhiều. Thực ra trong cái list Makeup of the Day mà tớ post ở trên Facebook thì phần má tớ sử dụng là phần má Tom Ford, nhưng mà video trước thì tớ đã sử dụng rồi, thế nên hôm nay tớ sẽ đổi sang sử dụng phần má Marc Jacobs Shameless Bold Blush. Màu này thì cũng là màu thiên hướng coral nhưng mà nghiêng hơn về màu hồng chứ không cam hẳn như là màu của Tom Ford, và chất phấn thì cực kỳ là mềm nhẹ luôn, cảm giác không đánh như trên mặt luôn ý. Mấy ngày hôm nay thì tớ bắt đầu sử dụng lại
phấn tạo sáng Becca Jaclyn Hill trong Vampox rất là nhiều, bởi vì nói chung là không có cái loại phấn highlight nào mà làm cho da tớ trông sáng sáng với cả bóng như nước giống như là màu Champagne Pop này cả. À, với cả cho bạn nào mà chưa biết thì cái màu Champagne Pop này nó đã vào dòng Permanent Collection rồi, chứ nó không phải là Limited Edition nữa, thế nên là mua lúc nào cũng được. Hiện tại thì tớ đang touch up lại lông mày một chút cho nó sắc nét hơn ý. Hôm nay thì bọn mình sẽ sử dụng bảng màu mắt của Marc Jacobs nhé. Đây là một bảng màu mắt mà tớ rất là yêu thích, bởi vì mọi chất phấn màu lên cực kỳ đậm, với cả ngoài thiết kế vỏ siêu đẹp ra thì đúng là không còn gì để chê nữa. Hiện tại thì tớ đang sử dụng màu cam coral có một chút shimmer và đánh toàn bộ lên cả bầu mắt. À, nếu như mà mọi người có thắc mắc hôm nay tớ sử dụng kính áp tròng màu gì thì đây là kính áp tròng của Doll's Eye màu Fiona Chestnut nhé. Màu này kiểu siêu tự nhiên, màu dạng nâu gỗ sồi. Bây giờ thì tớ sử dụng màu Peach Lee đánh vào ở trong phía hốc mắt, phần crease line ý. Tớ đánh cả màu Peach Lee này ở bầu mắt dưới nữa cho nó cân bằng màu sắc của mắt trên dưới. Đừng quên sử dụng fluffy brush để tán ra những cái đường harsh line ở trên bầu mắt nhé. Bây giờ thì tớ sử dụng màu matte brown để tạo nét cho viền mắt dưới thôi. Thực ra đoạn đầu của tớ bị mất rồi ý, thế nên nó chỉ còn đoạn cuối này. Bây giờ thì tớ quay lại với phần highlight Champagne Pop để làm sáng hốc mắt. Hôm nay thì tớ sẽ kẻ mắt sắc và cao hơn bình thường. Đầu tiên thì tớ kẻ một đường từ đuôi mắt cho tới đỉnh. Sau đó thì tớ nối từ giữa mắt cho tới cuối mắt tạo thành một cái góc hình tam giác nhỏ như thế này. Rồi tớ cứ tô thêm màu đen eyeliner vào thôi, thì nó sẽ tạo được một đường wing line rất là vừa phải và hoàn hảo. Hiện tại tớ vẫn đang sử dụng cây mascara mà Trinh tặng thôi ạ. Thực ra thì tớ mua mascara mới rồi nhưng mà chưa làm drugstore makeup haul, thế nên là vẫn chưa được mở ra để dùng. Bây giờ thì tớ kẻ viền môi với cây lip liner màu số 22 trong bộ The Kylie Lip Kit mà tớ mới tậu được trong thời gian gần đây. Hôm trước đợt restock vừa rồi thì tớ đã kịp lấy thêm được bộ Posy K và Candy K về. Nếu như mà mọi người muốn xem review và swatch đầy đủ của bộ son Kylie Lip Kit đang siêu hot này bên Mỹ thì đừng quên comment cho tớ phía dưới nhé. Màu 22 này là màu mới nhất tính tới thời điểm hiện tại trong bộ sưu tập The Kylie Lip Kit của Kylie Jenner. Bình thường thì tớ không thích đánh màu cam cho lắm đâu, nhưng mà nghe lời sử dụng của đứa bạn thì nên là tớ đã đánh liều và lấy màu số 22 này về. Mặc dù vậy thì màu này lên rất là hợp da luôn, nhìn rất là sáng. Lúc đầu mới đánh lên thì nó dạng nước lỏng hơi bóng như thế này thôi, nhưng mà một lúc sau thì nó sẽ khô lại thành dạng matte. Chất son cụ thể như thế nào thì tớ sẽ để dành ở trong video review cũng như là swatch cùng với hai cây còn lại, nhưng mà nói chung là nó không bị khô quá như là Colourpop Ultra Matte đâu. Mọi người còn nhớ bức ảnh này mà tớ post không ạ? Đây chính là kiểu make up mà tớ đang làm lại để hướng dẫn cho mọi người cho ngày hôm nay. Tớ chỉ post linh tinh lên thôi nhưng mà mọi người lại rất là thích kiểu make up cũng như là kiểu làm tóc ngày hôm đó, thế nên tớ cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách tớ làm tóc. Kiểu này rất là đơn giản và hợp cho những bạn không biết làm tóc cũng như là lười làm tóc như tớ. Chỉ cần đeo cái headband này vào
và chỉnh lại cho nó cân cả hai bên ý. Sau đó thì vuốt tóc hết ra về phía đằng sau, rồi cuộn cuộn lại và sau đó thì búi tóc như bình thường thôi, không có gì là đặc biệt hết cả. Rất là dễ và cực kỳ cơ bản luôn ý. Sau đó thì tớ sẽ xịt keo qua một lần lên tóc, rồi sau đó giữ tay ủn ủn tóc cho nó cao lên một chút, rồi xịt thêm một lần nữa để nó tạo được độ phồng tự nhiên từ đằng sau ấy. Đơn giản như đan rồi. Thế là tớ đã hướng dẫn xong kiểu make up cũng như là kiểu tóc trong cái ảnh mà tớ post ở trên Facebook cho mọi người. Video hôm nay thì tớ cũng kèm theo một đoạn try on haul những cái đồ quần áo mà tớ mới mua trong thời gian gần đây, một vài bộ mà tớ ưa thích nhất. Cách ăn mặc của tớ thì cực kỳ là đơn giản và nói chung là tối giản nhất có thể. Thường thì tớ chỉ mặc một màu và không mặc đồ có nhiều họa tiết hoa văn cho lắm. Đây là những cái kiểu quần áo mà tớ muốn chia sẻ với mọi người là tớ sẽ mặc trong mùa xuân và mùa hè năm nay thôi, không có gì là đặc biệt cả, thế nên là mong mọi người không cười chê tớ nhé. Những bộ đồ này thì tớ mới mua trong thời gian gần đây thôi, thế nên là tớ sẽ tìm link sản phẩm và để hết thông tin ở phần description box hay là phần hộp box thông tin. Mọi người có thể mở box ra để dẫn tới link của những cái sản phẩm mà tớ mặc trong video này nhá. Nhưng mà có một vài sản phẩm thì tớ đã mua trong một thời gian trước đây khá là lâu rồi, thế nên có thể là tớ sẽ không tìm lại được link những sản phẩm đó đâu ạ. Còn lại chủ yếu thì tớ sẽ cố gắng dẫn link cho mọi người. I gave you attention when nobody else was paying. I gave you the shirt on my back, what you're saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing, that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Video ngày hôm nay của tớ xin phép tạm dừng tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã xem cho tới tận cuối video. Đừng quên like nếu như mà bạn thấy video này hay và có ích. Và cũng đừng quên subscribe cho channel của tớ nếu như mà bạn chưa subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Ngoài ra thì tớ cũng muốn cảm ơn mọi người ở bên SnapFam vì đã thức đêm cùng tớ cũng như là theo dõi tớ phim video này vào đêm ngày hôm đó nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn cả những tin nhắn của mọi người ở trên Snapchat nữa. Thời gian tới thì tớ có 4 chủ đề video tớ muốn quay là My Skincare Routine ở trong buổi sáng, Colourpop Ultra Satin dạng kiểu unboxing và First Impressions Review, cả Makeup Drugstore Haul cũng như là Kylie Lip Kit Review and Swatch nữa. Mọi người hãy comment cho tớ biết là mọi người muốn xem video nào trước hết nhé, thì tớ sẽ theo ý kiến số đông và quay video đó trước. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo ở trên kênh The Makeaholics. Bye bye!